Xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người. Hôm nay bốn anh em mình sẽ các bạn nhìn làm cái một gì? Món xúc xích rán. Đấy. Xúc xích này của mình là dài bao nhiêu mét anh Lân nhỉ? Cái xúc xích này là gần 3 mét các bạn nha. Hôm nay anh em mình sẽ cho lên rán này. Đây, tôi quay đứt ông ơi. Đây, hôm nay mấy anh em mình sẽ cho lên rán nha, xong rồi tí nữa anh em mình sẽ làm một cái cuộc thi anh nhỉ. Còn nó tròn. Mọi lần thi là ai ăn hết được thưởng, nhưng mà không ai ăn được hết các bạn ạ. Thế bây giờ anh em mình làm là ai trong ví dụ trong khoảng 10 phút đi. Ai không ăn hết thì đấy, uống luôn cái chai dầu rán đi. Cái này là đủ rồi đấy. Anh em đồng ý không? Chắc đủ rồi, hết rồi. Ừ, thế còn bao nhiêu thì tí nữa mà ai anh có mang cái gì? Ngu tạt cái gì em có. Ủa, cái đấy nó ghê. Mới là ghê. Ừ, tí nữa sẽ ăn xúc xích chấm ngu tạt. Tìm hết chỗ này đi. Tìm hết chỗ này, nhà Phương hết chỗ rán luôn. Được chưa? Cái gì? Tạt thôi. Thôi, uống cái này đi em. Ai đồng ý là uống cái đấy giơ tay nè. Mình là giơ tay nhá. Được. Thế Phương ấy nhá. Phải uống nhá. Lừa người ta ăn. Nó ăn rồi. Đây, cả nhà mình cùng xem xúc xích nhá. Đấy các bạn nhá, cái này nó nặng khoảng hơn 2 cân nhá các bạn. Đấy, xúc xích này. Anh em mình sẽ chuẩn bị cái đống xúc xích này. Rồi ok, anh em mình cho dầu lên, chuẩn bị tiến hành thôi. Trong khoảng tầm 20 phút các bạn ạ. Thì nó đã chín rồi nhá. Bây giờ mình sẽ bỏ ra mâm nhá, xong rồi anh em mình ăn thi luôn. Ôi nhìn món này hấp dẫn đấy nhỉ. Đừng có làm thế cái baby. Lấy anh em mình rán ấy, nhưng mà rán vào cái chảo nó lõm ở giữa ấy, nên là nó vàng không được đều, mà mình lật nó bị gãy hết các bạn. Mâm xúc xích luôn. Ba phê. Và bây giờ mình sẽ thưởng thức thử cho các bạn xem nha. Bây giờ anh em mình sẽ làm cái thử thách là chia ra mấy chục xúc xích ra và trong khoảng 5 phút nha các bạn nhé. Ai mà ăn sau cùng hết cái bát đầu rán này này. Em thấy nào? Đúng phê không? Để đam nhé. Em Phương này, em cảm nghĩ gì rồi? Thế nào? Nên em không quan tâm lắm gì em ha. Em biết là em thua. Anh em mình cũng thua rồi. Thế đây mình kiếm. Đây nhá, bây giờ mình sẽ
nối lại bốn đoạn tiếp theo bằng nhau nó hết chỗ này đi. Rồi, dự là sẽ là một cái cảm giác cốm giàu dán rất là hay. Thẳng ra, cá mực thằng nào quả cũng là không phải là nhiều thế này.
mấy thằng nào cũng hơi căng bèo hết đấy nhỉ. Thằng nào cũng là hai thằng nào cũng ngang cấp mình đi. Đẳng cấp nó gọi là một khi mà nó là châu rồi gì. Mình có thể nhớ nhỉ rồi. Còn 30 giây đấy. Nếu mà 30 giây hai người không ăn xong thì cả hai người phải chia nhau ăn. Đúng rồi. Mình quy định cho 30 phút thôi. Không cần biết, không cần biết. Để ăn thôi. Ăn cô đi trước mà đồ yếu thì đi sau. Bây giờ đừng ngon lắm. Mấy chân tươi hết anh ấy, kiểu nghe. Bà ra, bà ra. Bà ra. Thật sự rất ngon, nhưng mà ngon thì mình cũng không thể cảm nhận được cái vị ngon của nó được rồi. Bây giờ thì đến mình thì nó không ngon nữa. Giờ phút này thì nó không ngon. Ngon cái rượu của tương ớt rồi. Tương ớt ăn cảm giác ngấy. Mày em ăn không có thịt nhai kỹ đâu. Để một bụng ngắn tầm này mà đảo khoảng 3 tuần là đấy. Có cái ước anh nhìn thấy chú anh gần xong rồi anh cứ gọi là nhét cho anh luôn. Đây anh làm gì? Anh gọi nhai nhai luôn luôn. Thôi, mình có lẽ mình dừng cái clip đây đây nhỉ? Không. Ủa, lên cái này xong mới dừng clip được. Anh tưởng tượng nhá, bây giờ anh uống cái này xuống, xong rồi anh uống một ít nước xuống, cái này nó nổi lên. Không, có tài vào cái khác rồi. Hay uống nước mắm gì nhá? Không, uống dầu không uống nước mắm ấy. Không, uống dầu. Căn nửa bằng trang. Nước mắm cũng được. Nước mắm thì không, không uống dầu. Em bây giờ nha, thời cắt nửa là anh Sơn sẽ uống nước mắm này em. Uống nửa bát dầu. Thôi đi lấy quán đi ạ. Nước mắm gì ạ? Nước mắm của anh uống hết chưa? Hết rồi. Ê mày em ơi. Bây giờ bạn nha có hai vấn đề. Thứ nhất là của anh Sơn này, anh
cầm lấy con kiến đấy này, nhảy lên mất. Mình đã làm cái khác thì mình cũng muốn bảo ấy. Anh Sơn vừa đúng em bảo này. Loài nó ra. Loài nó ra. Mình vừa chạy ra ngoài này. Loài nó ra ba khẩu nữa này. Ba khẩu và đúng đằng sau. Em nhắm lại có mình bảo ở đấy nữa. Đấy là nước mèo ta. Em nhớ là lúc một đang ăn không có con mèo nào. Không có mèo nào. Không đến cái mèo chạy đầy đây à. Mèo chạy nó tan đi. Không, bây giờ dừng. Bây giờ hai anh em đều cảm nghĩ của mình. Xong thì uống nước mắm và uống dầu rán. Không, bây giờ phải. Không, anh thì nước cảm nghĩ. Phải ăn hết. Không, phải uống hết cái chỗ này. Ừ. Một là hết chỗ này. Phải uống hết chỗ này. Đấy. Đục xem nhưng lại. Nhưng mà bây giờ biết ai. Xem lại đi. Chào biết cái đôi. Không, không biết ai. Ai cũng không biết quá. Ừ, nó rất là khó chịu, không chịu được. Mình chấm thì ăn vẻ ngon nhưng mà để mà uống thì để nhọc. Anh đơn, anh đã lấy là anh ăn mỡ rồi. Anh uống cái này nước mắm nó mặn mặn nữa, nó đỡ. Em ăn mỡ thì nó không uống dầu. Cảm tưởng nó nhớt không chảy. Nên là cổ họng này. Tôi đến ruột rồi nhưng mà khó chịu lắm. Nó mặn thì chả phải mặn mà nó ngạt thì chả phải ngạt. Nó lợn lợn thì quả mì chính ấy. Có lẽ là trò rồi, thôi chính khách rồi, uống dòng đá đi các bạn. Không biết. Thôi, clip của mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu mọi người xem thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh của mình. Nhớ nhấn vào chuông để nhận thông báo khi